Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc camera có khả năng xoay đa chiều từ xa để thêm toàn diện khu vực hay có thể làm thoại hai chiều và cảnh báo chống trộm thông minh thì đừng vội bỏ qua top 10 camera wifi không dây giá chỉ từ 500.000 đồng tại Hải Nam ngay hôm nay nhé. Đầu tiên là mẫu IMAO A2 với chất lượng hình ảnh Full HD 1080 kết hợp với hồng ngoại tự động bật sáng với tầm xa 10m giúp camera quan sát cả ngày lẫn đêm hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì A2 còn hỗ trợ các tính năng như đàm thoại 2 chiều, xoay 360 độ với phương ngang 355 độ và phương dọc 85 độ, cảnh báo chuyển động qua điện thoại và lưu hú tại chỗ, hỗ trợ di chuyển bám theo chuyển động để ghi lại hành vi của kẻ xấu. Mẫu camera thứ hai là EZ-VC6N phiên bản 4M cho chất lượng hình ảnh lên đến Super HD 2K với khả năng quan sát ban đêm ở tầm xa 10m, tiện lợi điều chỉnh góc quan sát 360 độ theo hai phương với góc xoay ngang là 350 độ và góc xoay dọc là 55 độ. Kèm theo đó thì chúng còn hỗ trợ đàm thoại 2 chiều, phát hiện và cảnh báo chuyển động từ người, đồng thời theo dõi bám theo chuyển động để bạn theo dõi đối tượng toàn diện hơn. Mẫu thứ ba là EZ-VC64M. Đây là phiên bản camera trong nhà đặc biệt, được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, điển hình là công nghệ AI nhận diện người và khả năng tự động zoom 4x khi phát hiện người. Điều này sẽ giúp cho bạn hình dung rõ đối tượng bước vào trong nhà. Đặc biệt bạn còn thể vẫy tay trước ống kính camera để thực hiện cuộc gọi video đến điện thoại một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó có các tính năng như đàm thoại 2 chiều, xoay 360 độ, cảnh báo chuyển động qua điện thoại cũng được tích hợp trên mẫu camera EZ-VIP 4M này. Tiếp đến là mẫu IMAO S22FB. Đây là dòng camera ngoài trời full color đáp ứng được tiêu chuẩn chống nước IP67. Chúng có khả năng ghi hình màu ban đêm hoặc là ghi hình trắng đen bằng hồng ngoại xa 30m. Tuy không được tích hợp tính năng xoay 360 độ, nhưng F22FB có góc nhìn khá rộng và được tích hợp khá nhiều tính năng như ghi âm khu vực, hỗ trợ cảnh báo chuyển động đến điện thoại và nháy đèn khi phát hiện chuyển động giúp xua đuổi kẻ gian hiệu quả. Tiếp đến là mẫu EZ-VC3TN phiên bản 3MP cho chất lượng hình ảnh 2K, có hỗ trợ hai đèn chiếu sáng giúp ghi hình màu ban đêm và hai đèn hồng ngoại giúp ghi hình trắng đen với tầm xa 30m, hỗ trợ phát hiện và cảnh báo nháy đèn khi có chuyển động tại khu vực. EZ-VC3TN cũng có tính năng khá giống với IMAO S22B, tuy nhiên chúng được hỗ trợ cả loa và mic nên có khả năng đàm thoại hai chiều từ xa thông qua điện thoại. Hơn hết thì với thiết kế theo tiêu chuẩn IP67 giúp camera chống nước hoàn hảo. Tiếp đến là mẫu IMAO IPC-S21FB. Đây là mẫu camera 360 ngoài trời của nhà IMAO, được trang bị ống kính 2MP cho chất lượng hình ảnh Full HD 1080. Có tích hợp đèn hồng ngoại và hai đèn chiếu sáng giúp ghi hình với 3 chế độ, trong đó có quan sát màu ban đêm, quan sát trắng đen và hồng ngoại và tự động chuyển đổi ghi hình trắng đen sang có màu khi phát hiện chuyển động. Ngoài ra, các tính năng xoay 360 độ theo phương ngang dọc, theo dõi chuyển động, cảnh báo còi hú tại chỗ và báo qua điện thoại khi phát hiện chuyển động. Đặc biệt, nếu nhu cầu của bạn cần một chiếc camera có hình ảnh sắc nét hơn thì có thể chọn phiên bản nâng cấp của S21FB, đó chính là mẫu IMAO S42FB này đây. IMAO S42FB sử dụng ống kính 4M cho chất lượng ghi hình 2K. Mẫu này mình cũng đã có video đánh giá chi tiết các tính năng rồi, nếu bạn cần tham khảo thì có thể nhấp vào link bên dưới phần mô tả nhé. Nếu so sánh ở hai phiên bản 2M và 4M thì mình thấy tính năng đều như nhau. Tuy nhiên về góc quan sát thì S42FB rộng hơn so với S21FB và chất lượng hình ảnh cũng rất rõ nét khi thu phóng các hình ảnh ở xa. Mẫu cam thứ 8 đó chính là EZ-VIC8BS. Đây là mẫu camera Wi-Fi 360 ngoài trời đầu tiên của nhà EZ-VIC có dùng ống kính kép với độ phân giải 2M cho chất lượng hình ảnh Full HD 1080 kết hợp với hồng ngoại tự động bật với tầm xa 30m. Nhà sử dụng ống kính kép nên C8BS hỗ trợ tính năng zoom gấp 8 lần với hình ảnh cho ra cực chân thật. Ngoài ra thì chúng còn hỗ trợ một số tính năng như xoay 360 độ với góc xoay ngang là 340 độ và góc xoay dọc là 80 độ, đàm thoại 2 chiều, phát hiện người bằng AI và cảnh báo đến điện thoại. Hơn nữa thì C8BS còn được nâng cấp với bộ nhớ lên đến 512GB và hỗ trợ chống nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP65. Tiếp theo là mẫu EZ-VIC C8W. Đây là mẫu camera EZ-VIC ngoài trời được nâng cấp từ EZ-VIC C8C và ống kính được nâng cấp từ 2M lên 4M và được tích hợp cả loa và mic để đàm thoại 2 chiều thay vì chỉ trang bị loa ở phiên bản C8C. Ngoài ra thì C8W còn trang bị khá đầy đủ các tính năng giám sát như xoay 360 độ với góc xoay ngang là 352 độ và góc xoay dọc là 95 độ, hỗ trợ cảnh báo đèn nhấp nháy khi phát hiện có người bằng AI, hỗ trợ quan sát ban đêm với 3 chế độ gồm quan sát màu ban đêm, quan sát trắng đen bằng hồng ngoại 30m và quan sát thông minh tự động chuyển ghi hình trắng đen sang ghi hình có màu khi phát hiện chuyển động. Về giá thành thì hiện tại Hải Nam đang có chương trình giảm sâu cho các dòng camera Wi-Fi không dây. Cụ thể thì mẫu IMAO A2 2M có giá là 567.000 đồng,
EZFIX C6N 4M có giá là 787.000 đồng. EZFIX C6 4M có giá là 1.429.000 đồng. IMAU F22FB có giá là 935.000 đồng. EZFIX C3T N 3M có giá là 1.089.000 đồng. IMAU IBC S21FB có giá là 1.087.000 đồng. IMAU F42FB 4M có giá là 1.659.000 đồng. EZFIX C8BF có giá là 1.704.000 đồng. EZFIX C8W có giá là 1.484.000 đồng. EZFIX H8R 3K có giá là 1.622.000 đồng. Vậy là mình đã giới thiệu qua top 10 camera Wi-Fi không dây giá chỉ từ 500.000 đồng với nhiều tính năng đặc biệt rồi. Hy vọng là qua video này bạn có thể chọn cho mình một chiếc camera giám sát cho gia đình cửa hàng phù hợp nhất. Nếu thấy video này hay thì cho mình xin một like. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi anh em ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.